Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món mà rất là ngon ở bên đảo Hawaii gì đó là món garlic shrimp, tôm bơ tỏi mà mình đi ăn cái food truck hôm bữa đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái loại không cay và loại cay luôn nha. Rất là đơn giản, dễ làm nhanh lắm là có ăn rồi. Và bây giờ mình bắt đầu nha. Các bạn coi tôm nè, 5.99 một thao, tức là 450g nha. Mà cái màu nó xanh dờn luôn các bạn coi nè. Chưa bao giờ mà thấy tôm mà nó xanh dờn như vậy á. Nó ngon khủng khiếp luôn, nó tươi. Mình không có thấy tôm cái màu này ở bên Cali hay là ở bên Texas luôn. Bên Cali Texas các bạn sẽ thấy cái màu nó hồng hồng. Tại vì biết sao không, nó đã qua đông đá rồi. Còn này là nó tươi rói luôn. Mà 5.99 qua đây ăn tôm đã lắm các bạn ơi. Cái tôm này nè các bạn lưu ý nha. Các bạn cắt cái đường chỉ, cắt đường chỉ như thế này nè. Đó, đừng có cắt đi hết. Mình cắt ở trên đây thôi rồi mình lấy cái đường chỉ đen ra. Nhưng mà cái vỏ tôm á, mình để nó lại nè. Tại vì mình cố tình mình làm giống y chang cái chiếc xe food truck shrimp, food truck bữa mình đi á, là người ta để nguyên cái vỏ tôm như vậy nè. Người ta chỉ lấy sống lưng thôi. Còn một cách nữa là bạn mua tôm ở trong Costco, người ta có bán cái loại tôm. Người ta chỉ lấy đường sống lưng rồi mà còn cái vỏ luôn. Đó, bạn mua cái loại đó thì bạn đỡ phải cực. Bên đây thì tụi mình không có mua loại đó, tụi mình mua loại tôm này tươi, thiệt là tươi nè. Đó, thì mình mua này mình ăn. Bạn nào có thời gian vô Costco mua loại người ta chẻ sống lưng sẵn luôn nha. Các bạn thấy không, đi chơi mà đi nguyên cái group như vậy nè, mà có tâm hồn ăn uống á, thì chung với nhau á, nó vui lắm. Hôm nay là có hai phụ bếp, một người là làm phụ đập tỏi, băm tỏi. Còn một người là cắt cái đường sống lưng giùm cho mình. Ở đây á, mình có 3 phao rưỡi tôm. Mình sẽ để số gram ở trên màn hình. Một phao là 450g. Mình có 3 phao rưỡi, mình chia làm 2. Một bên á, là mình sẽ làm không cay, một bên mình sẽ làm cay nha. Ở đây không có tiện như là ở đất liền, cho nên là mình làm tới đâu mình chia sẻ tới đó. Trước hết á, là mình bỏ cục bơ vào đây. Cục bơ này là 4 ounce. 4 ounce là khoảng 113g. Mình đang mở lửa là số 5 nha các bạn. Và mình cho nửa khắp tỏi băm vào đây. Bạn thích ăn tỏi băm nhiều thì cho nhiều, nhưng mà đừng có cho quá nhiều. Nửa khắp là mình thấy đủ rồi. Bây giờ mình hạ lửa xuống còn số 4 mà mình làm như vậy nè. Để cho nó sôi lăn tăn nhẹ nhẹ thôi, khoảng 5 phút nha. Lưu ý là lửa sôi lăn tăn nhẹ nhẹ thôi, đừng có để cao quá. Có thể là cái lò này nó không có đủ nóng như lò bình thường, cho nên là cái lò ở nhà có thể là các bạn phải để lửa số 2 á. Còn đây là mình để lửa số 3, số 4 nha. Đây, sau khi mà mình làm được 5 phút mà lửa nhỏ như thế này nè, tỏi nó đã chín và nó thơm mà nó không có vàng nha các bạn. Lưu ý nha, cái này là không có làm cho cái tỏi nó vàng. Thì bây giờ mình bắt đầu mình nêm nếm. Bỏ vào đây một muỗng canh bột nêm. Nè các bạn nhìn nè, tablespoon đó. Mình làm kiểu này là mình làm kiểu của KT nha. Một muỗng canh rưỡi bột nêm. Thì cái bột nêm hôm nay mình dùng là bột nêm của bột nêm chay, chứ mình không có đem theo bột nêm gà như bồi thường. Và mình cho vào đây một muỗng canh nước mắm. Thì một muỗng canh này là khoảng 15ml. Nếu mà bạn dùng cái muỗng canh mà ăn phở của Việt Nam, ăn hủ tiếu mà mình ăn hay ăn cơm á, thì cái đó nó sẽ nhiều hơn. Cái đó là 25ml, còn cái này 15ml thôi. Mình cho vào đây một muỗng canh đường. Và bây giờ thì mình sẽ trộn nó lên. Rồi tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình. Giống như cái nước mắm mình dùng hôm nay là nước mắm là hiệu Red Bull. Nè, nó sẽ mặn hơn cái loại bình thường nha các bạn. Đây, cái loại bình thường mà mình hay dùng ở nhà nó không mặn bằng cái này. Cho nên là mình gia giảm lại. Thí dụ mình thấy nó hơi mặn thì mình cho thêm tí xíu đường. Rồi bây giờ mình sẽ cho tôm vô. Khi mình cho tôm vô á, là mình phải mở cái lửa lên thật là cao. Tại vì tôm nó mau chín lắm. Bạn bỏ tôm vô mà bạn để lửa nhỏ đó, nó sẽ ra nước mà ăn tôm nó không có thơm bằng. Rồi bây giờ mình mở lửa cao nhất luôn á.
Đi chơi mà có được những cái món ăn như thế này phải nói là rất là ngon. Làm món này các bạn dùng cái xuống nha, để cho cái tôm, cái vỏ tôm nó không có bị nát. Đó, mình xuống như thế này nè. Đó, tôm nó mau chín các bạn ơi. Mình xào khoảng chừng 3 phút là tôm chín à. Món này là mình không có cần nêm muối nha các bạn. Nêm muối là nó sẽ mặn. Tại vì mình có nước mắm nè, mình có bột nêm rồi, cho nên giờ đừng có nêm muối. Này các bạn ơi, đó, chỉ cần 3 phút như vậy thôi nè, ngon quá chừng luôn nè. Wow. Đơn giản chưa? Đừng có, các bạn nhớ đừng để tôm chín quá nha. Rồi mình tắt lửa. Khoảng chừng 3 phút là tôm chín nè. Trời ơi, hấp dẫn quá. Tôm bự cực bự luôn các bạn ơi, coi nè, ngon quá. Bây giờ mình làm món thứ hai là món cay, món chua cay thì cũng giống như vậy. Giờ mình bỏ cục bơ vô 113 g, tức là 4 oz bơ. Bơ này là bơ lạc không có muối nha. Xin lỗi nãy giờ mình quên nói, bơ lạc không muối nha các bạn. Còn bạn nào mà dùng bơ muối là bạn phải giảm cái lượng nước mắm với bột nêm lại, không thôi nó mặn lắm. Nhưng mà cái bơ mà có muối á, ăn nó sẽ không thơm bằng cái loại bơ lạc không muối. Cái vị nó khác nha. Rồi tỏi, cái này là mình bỏ nhiều nè, tại bạn mình thích ăn tỏi nhiều mình cho tỏi. Thì cái tỏi này mình cho tới gần chén luôn nha. Bây giờ mình hạ lửa số 2 và mình xào giống như là mình rim cho cái tỏi của mình nó chín á, nhưng mà nó không có cháy vàng nha. Đó. Và mình làm như thế này á, lửa số 2 khoảng chừng 5 phút cho nó thơm tỏi lên, nó dậy mùi. 4 muỗng canh Tabasco sauce nha các bạn. Ở trong đây xin lỗi, mình có mấy, cắt mấy miếng ớt ở trong đây luôn cho nó cay á các bạn. Cái món này ăn cay nó mới ngon. Còn bạn nào không ăn cay được á, thì bạn làm cái cách hồi nãy nha. Trời ơi, nó cay ngon lắm luôn á. Mình cho vào đây 2 muỗng canh bột nêm. Mình xin lỗi các bạn nha. Đó rồi các bạn, là bởi vì ở nhà chung với mấy đứa nhỏ nè. 2 muỗng canh bột súp gà rồi. Cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối, muối biển nha các bạn. Nửa muỗng cà phê đường, mình dùng bằng cái này nè, tức là nửa muỗng teaspoon đường á. Rồi mình trộn đều. Bây giờ mình bắt đầu mình cho tôm vào. Cho tôm vào rồi mình cũng vặn lửa lớn lên. Cái món này mình có nước sốt được, cho nên là mình cứ để cái lửa này là mình để lửa số 7, số 8 không sao, không cần lửa cao nhất cũng được. Ồ, cái này nó cay thơm lắm các bạn ơi. Đây nè các bạn, chín rồi nè. Cái nào mà các bạn thấy nó còn chưa chín đó, mình ụp nó xuống nè. Đó, 3 phút là chín rồi nha. Rồi bây giờ mình tắt lửa, tại vì tắt lửa xong mà nó còn vẫn còn nóng nè, thì đựng tôm nó chín tiếp nữa. Thơm cái mùi Tabasco sauce đó các bạn, ngon. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình này các bạn ơi. Tôm rim tỏi, hay còn gọi là tôm bơ tỏi. Nhìn hấp dẫn chưa nè. Wow. Mời cả nhà nha. Hôm nay là chủ yếu là ăn canh chua.
và tôm các bạn ơi, tôm riêng đó. Trời ơi, ngon lắm. Mời mọi người. Hôm nay chủ yếu là ăn đồ ăn, ăn không ăn cơm nhiều, nấu cơm ít. Đã quá, đã quá. Sao? Chưa có sao. À chưa ha. Chưa thấy sao. Chưa thấy sao rồi. Cái này mình đang ăn là cái loại cây. Nhưng mà tại vì tụi mình không có bỏ cái loại ớt mà người ta làm ớt gọi là ớt ma, gọi là ghost pepper, rất là cay. Tụi mình thì không có bỏ cay quá không ăn được hết. Ngon quá. Sao kia thấy không? Dạ ngon, thì ngon chỗ kia nhiều. Ngon hơn kia nhiều luôn. Ngon hơn cái chỗ mà tụi mình đứng xếp hàng tiếng 20 phút á. Chào em, thấy ngon không? Thế chứ mà cái cơm bị nó một cục như nếp chứ. Đúng rồi, cũng chọn cơm nếp gì đó, cháo. Thứ hai, cái cơm của mình là nó tươi hơn kia nhiều lắm. Đúng rồi. Cơm miệng tươi. Cơm của người ta bự hơn của mình chút xíu. Rau muống. Qua đây ăn rau muống đã đời luôn. Chị chua béo béo béo. Hôm nay không có đủ béo. Mà ngon. Không mất cay lắm. Cái bạn nào mà muốn ăn cay nữa, bạn phải bỏ ớt, gọi là ghost pepper. Nhưng mà cay quá thì ăn hết ngon rồi. Vị thành quá, vị khác rồi. Bây giờ ăn thử cái loại không cay. Mà ở nhà ai cũng thích ăn cay hết. Cho nên cái loại không cay á, coi coi nha. Thơm. Chan cái nước bơ tỏi á là vô là ăn đã mất. Wow. Đây nè. Cái nước trong này là có bơ với tỏi nè, là như sốt nè, ngon lắm. Tuyệt vời. Yeah, cái này ăn chung với canh chua rau muống. Cái này không cay ha, mà thử ra. Cảm ơn nhà bếp nha, cảm ơn nhà bếp. Không mấy chuyện. Mấy bữa nay là món nào món nấy đã không à? Bạn mình thích ăn rau muống, cho nên là muốn ăn rau muống muôn đời luôn, không ra ăn rau muống quá chừng ha. Đồng 75 sen. Mà bỏ rau muống quá trời quá đất. Em mời ăn không cũng được á. Có cái chảo bự á. Sao nói rồi. Cái đó mà xào á, cái chảo rồi nó bóp ra lửa thì còn lớn rồi. Đúng rồi, rồi nó thơm. Nó mới thơm. Để coi thử cái loại mà bơ tỏi nè. Chan nó sót rồi. Sao Ken, sao Ken? Ngon chứ. Ngon chút khi nhiều. Sao bơ tỏi này cũng ngon. Cái này chỉ bỏ ghost pepper vô là giống rồi đó. Em nói là ngon hơn chỗ kia nhiều. Đối với em ngon chỗ kia nhiều. Còn đại ca? Dĩ nhiên rồi. Em nói không đáng lời. Ngon hơn mà không phải đợi. Mà rẻ hơn nữa. Còn nguyên phần nhiêu ha? Nguyên phần như là 10 mấy đồng? 14, 15. Cái xe tới bên 14. Nó xe đó 15. There's nobody to combine. I just noticed that.
nên mình ngon hơn bữa cơm. Bữa cơm nhãn mất hứng. Bữa cơm đó người ta nấu kiểu theo người Hawaii gì hay sao mà không biết. Hay là bữa đó nó nhão nhạt. Không, trước nó ăn cũng vậy. Với là cái loại gạo đó, gạo nấu là vậy nó không có thơm, gạo đó ăn không thơm. Không, tại vì nấu quá. Mới nghe thôi. Anh bước con ngoài bước vô rồi cái cảnh. Đúng, như là cái máy lạnh nó chạy nãy giờ. Đỡ. Nhưng mình làm như đây là cả nhà mình 7 người, 4 người lớn, 3 đứa rất là dư nữa ha. Dư nhiều. Mà kem thích cái nào hơn, cây hay là không cây? Em thích cả hai, cây thì cái vị nó khác. Một cái mà không cây gì nó bỏ nước nước sốt vô nó thơm, mùi bơ. Thơm béo hơn. Có một chút mặn mặn nhưng mà. Cho thích cái nào? Thích cái không cây hay không cây? Có thể là thêm nhiều cái cây hơn một chút xíu nhưng mà cái kia cũng ngon. Tại vì kia nó không có vị chua thì nó ngon chút khác. Cái này có cái bát con sốt thì nó hơi chua nhưng mà ví dụ như bạn không có cơm thì làm chắc chắc cũng được ha. Được. Rồi còn cưng thì chắc cay phải không? Thích là cay. Bạn mà thích ăn cay. Bạn nào mà thích ăn tỏi nhiều quá thì làm gần chén. Tụi mình là cái cay là làm gần chén tỏi luôn á. Cái cây nó chua chua. Làm cây chay ăn không được. Mình làm không có quá mặn cho nó ăn không cũng được nữa. Thời gian nghĩ là chị chọn. Ở đó cho mấy nhỏ. Bạn làm thử cái công thức y chang thì chơi thử rồi. Rồi bạn ăn cái chỗ cái food truck đó rồi bạn so sánh nha. Mà cái quan trọng là cái gì các bạn biết không? Là cái bơ. Nghĩa là phải là mua cái bơ không muối á. Tụi mình mua cái loại cái hiệu gì quên rồi bác. Ồ, len gì? Len of the Lenolic. Dạ, Lenolic. Mua trong Costco mà nó nhiều quá. Ai cũng ăn trong im lặng hết. Không nói nên lời. Anh chưa đâu muốn mà có cái ngò gan ngon ghê ha. Muốn làm ngò ơi, bữa nay mình làm ngò gan có khác biệt. Cái loại này là con nói như 20 con là một thao đấy. Sẽ cỡ 40 con. Cỡ 40 con nữa là 3 con mấy, 20 con thao. Kiểu gì nó là một dĩa. Nước mắm Red Bob á, nó mặn hơn cái nước mắm phú á. Mặn hơn mắm Việt Hương. Cái chỗ phút cho các bạn thì mình em nghĩ nó theo trọng lượng hay là bao nhiêu con? Tính con. Tính con. Có bánh mì chấm mấy này nó đã nè. Đúng rồi, tối ăn gì nổi nữa. Bây giờ tụi mình ăn làm 6 giờ rồi, tối là cứng 6 giờ. Ủa 6 giờ rồi. 5 giờ mấy rồi? 5 giờ 58. Mà trời còn sáng trưng. Tranh thủ ăn xong mà đi ra cho mấy đứa nhỏ đi biển. Thôi mình mua á. Nó ngồi chợ có nhiều cái nhiều con. Còn vậy hả? Ngồi chợ á. Chợ mình khi, bình thường rất liền á. Tại vì thế nào mình cũng bị vài con như vậy à. Không khi nào mà mình mua mà được hết á. Em lựa từng con luôn hả? Cái này nó cũng tươi là đa số. Cũng có những mấy con nó bị hồng hồng á, mình không lấy. Bạn mình lựa từng con.
Tại vì ở bên đất liền khi mà bạn mua tôm mà không đầu á là người ta múc cho các bạn ở trong cái tủ kính, người ta xúc bạn, bạn nói một phao hai phao nhiều nhiều người ta xúc cho bạn. Ở bên đây người ta để lên đá rồi bạn một là bạn tự đeo bao tay chọn từng con luôn, hai là người ta chọn cho bạn. Cuối cùng thì đuôi thủ tiêu cái đuôi nhẹ nhẹ ở đây mình 8 con ít vậy. Một con nhân canh với 7 con nhân canh. Nãy giờ chị Cưng không biết vớt nhiêu con cũng không. Nhưng mà thấy hơi bị nhiều. Đã quá chừng luôn ha. Ngon quá. Cho thêm cân thêm hai con đi. Bạn sẽ thắc mắc tại sao mình làm tôm tỏi, bơ tỏi á, cái gọi mà hăng cay á mà cho nước mắm vào. Bạn thử đi làm y chang công thức, đừng có thay đổi nha. Chỉ có điều làm cái vị mặn nước mắm nó sẽ khác, tại vì mình dùng cái hiệu Red Bull. Còn mấy cái khác bạn làm thử y chang coi. Nó ngon một cách tuyệt vời luôn. Còn tại sao bạn sẽ hỏi mình tại sao trong cái loại cây mà mình không có dùng nước mắm, là bởi vì nếu mình dùng nước mắm cái vị nước mắm nó mặn quá, nó sẽ đánh bớt cái mùi vị của Tabasco sauce, thì nó sẽ bị mất đi cái hương vị của Tabasco sauce á, cho nên mình không có cho nước mắm vào. Cho nên là làm cái gọi cây này các bạn nhớ nha, đừng cho nước mắm vào. Cho vào cũng được nhưng mà nó sẽ bị mất đi cái hương vị chua chua và cái mùi thơm ớt của Mỹ á. Cái này là làm y chang vậy, là các bạn sẽ thích, rất là ngon. Không nghĩ nước mắm gì mình có gì. Muối với lại bột nêm thôi. Cho no. Mình no lắm rồi nhưng mà mình còn chiều bụng cho cái này. Tức là no cũng tiếp rồi đó, nhưng mà chiều bụng cho món ngọt. Món ngọt của mình là boba ice cream nha. Công nhận trong Costco bán cái này rẻ thiệt luôn á các bạn ơi. Cái loại này nhiều boba không? Dẻo rồi giờ. Trong mấy cái chợ châu Á hay là chợ Mitsuwa nè, mình đi bên đây nè, bán 4 cây cái hiệu mà brown sugar, black tiger bao nhiêu cơ? Bữa nay mua hình như là 8 đồng mấy, 9 đồng lận á, có 4 cây à. Đúng rồi. Mua hiệu cây ngon hơn nhiều. Mà như ở cái bình khui hay cái không nhớ trên là chân trâu gì đó của con mà nó phải cũng bê đâu, phải chào đẻ để trên trên ở dưới là một con gì không có mà này. Đúng rồi. Cái loại nó gì không? Cái loại này nhiều chân trâu nha. Cái loại mà mình mua ngoài chợ châu Á đó, nó có mày leo quay mấy cái à. Ừ. Một tưởng là cái chân trâu mà đâu cá là thì sẽ cứng như loại cá. Ngon ghê. Đang thèm kem. Thèm cái gì ngọt ngọt lạnh lạnh á mà có ăn là thấy ngon. Chở hết không cưng? Vậy mình nói chị giết em luôn đi. Hồi nãy nói dễ lắm. Ừ. Hai chị em mình chở hết ăn cái gì quá. Tại bà em bỏ cuộc rồi. Chứ còn em còn đang chở mà. Em còn đang chở mà chị bỏ cuộc rồi, có nghĩa là em ăn hơn chị rồi đó. Tại vì mình ăn hai cái này ăn kia luôn. Bạn mình ăn này thôi. Nãy giờ chị ăn hai cái chắc cũng ít nhất là 15 con á. Em gái của em.
em còn quốc hai con tôm, giờ tự nhiên này ớ bữa nhớ ngày hôm bữa nấu canh nhiều quên ủ à nhỏ hôm nào cho cái 5 tôm hôm nay cả đống tôm luôn, trời ơi tôm 3 món để dư mà cái nồi quá trời nhiều mà định ngán quá em còn không được ráng giờ hàng đón gì quá không em có ăn nước udon với hàng quyên hết sáng giờ mình không ăn. À có một điều mình nhắc các bạn nhớ nha, đừng có quên sáng sớm mới ngủ dậy đừng bao giờ tự nhiên mở đu đủ ra ăn mà chưa ăn gì hết, rồi uống nước dừa nha. Mình thông báo các bạn biết là đừng ăn đu đủ và uống nước dừa vào buổi sáng khi chưa ăn gì hết, là anh Tàu anh gọi điện thoại rất là nhanh luôn, là cứ vô trong ôm cái cái phòng tắm là coi như là mấy tiếng hồ luôn á, đó là mình thông báo các bạn biết, mình đã thí nghiệm cho các bạn luôn rồi. Nhưng mà bạn nào mà muốn diet, muốn giảm cân thì làm như mình là cứ ôm cái coi như sáng mở trái đu đủ, quất nguyên trái đu đủ sáng mình làm vậy á. Mình nói hôm nay mình diet, mình ráng mình ăn ít lời thôi để chiều nay mình ăn cái món này. Cái tự nhiên mình ngồi mình bỏ trái đu đủ ra mình ngồi ăn hết một mình. Uống nước dừa vô. Trời ơi anh Tàu anh gọi mình lẹ luôn. Mình ở trong đó 4 tiếng các bạn. Mình đã thông báo các bạn biết rồi nha, hai món đó nó kỵ, can đảm ghê, sáng chưa ăn gì hết tự nhiên hít trái đu đủ à. Chị ăn đu đủ không nó cũng sẽ bị mà nó không có nhiều là tại vì đu đủ nó có rất là nhiều xơ, chiếc xơ nó sẽ làm cho chị đi sáng chị chỉ có gì cũng hết nhưng mà chị giống như là chị uống thuốc sữa vô trời ơi khủng khiếp thiệt luôn á. Mà mạnh lắm, mình mạnh lắm, cơ thể mình mạnh nha. Gặp người ta nằm liệt giường rồi. Mà không, mình đi tiếp, mình đi nguyên ngày luôn. Các bạn ơi, video tới đây cũng dài rồi, mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Mình mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Và nhớ đón xem video kế tiếp mình ăn gì ở đâu. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Chúc gặp nhau.